Thưa quý vị, hai dạng ma túy được đóng gói dưới dạng là nước trái cây được nhập khẩu trái phép vào Việt Nam đã bị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ ngay tại cửa khẩu. Đây là loại ma túy mới gồm nhiều hợp chất ma túy dạng bột được pha trộn với nhau rồi đóng gói thành những nước trái cây với trọng lượng khoảng là 7 gram mỗi túi. Các gói ma túy này được các đối tượng đóng gói dưới dạng là các túi nước hương hoa quả có tên là Crispy Fruit. Mặt sau thông tin ghi của nhà sản xuất và nơi xuất xứ không ghi tên của nhà sản xuất cũng như là nơi xuất xứ. Theo kết quả giám định thì số ma túy trên là một dạng ma túy mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như là MDMA, ketamin, diazepam. Loại ma túy này được hòa tan vào nước như là nước giải khát. Khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa tính mạng nếu như sử dụng quá nhiều. Theo cảnh báo của các cơ quan chức năng thì những sản phẩm này nếu đem đi tiêu thụ tại các trường học hay là khu vực vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện cũng như là ngăn chặn.